Vâng, xin chào các quý anh chị nhà đầu tư. Chúc anh chị một tuần mới làm việc và đầu tư hiệu quả. Hôm nay em xin được làm bản tin tổng hợp thị trường và view tuần tiếp theo để giúp anh chị có thể quản lý tài sản, quản lý cái tài khoản danh mục của anh chị một cách hiệu quả. Đến vấn đề đầu tiên thì cái chủng virus mới nó có đáng sợ hay không? Thì đối với cả quan điểm cá nhân của mình thì nó có. Tuy nhiên cái việc mà ra mà cái con virus này nó biến thể nhiều lần đấy, ra nhiều thể loại thì nó đã lường trước được ở của thế giới đấy, vì vậy chúng ta cũng không nên quá là lo sợ đấy. Như trước đây là biến chủng Delta đấy, gọi là lây lan cực mạnh, cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên thì hiện sau 1-2 tháng nó lại chìm lắng thôi đấy. Vì vậy mà mọi người cũng đừng nên là quá hoảng sợ và ảnh hưởng đến quyết định mua bán của mình trong ngắn hạn. Okay, tiếp theo là việc thị trường thế giới nó sập mạnh. Thị trường thế giới nó sập mạnh đơn giản bởi vì chúng nó đã yếu từ trước đây rất là lâu rồi. Dow Jones yếu từ đầu tháng 11 và đến hiện tại thì nó mới và đến hiện tại thì nó rơi là chuyện bình thường thôi đấy. Và chúng ta cũng không nên lấy lý do là thế giới rơi mà Việt Nam cũng rơi, tại vì bọn nó tăng này hầu như là cả tháng 9, tháng 10 đây, tháng 9 nó tăng này, tháng 10 nó tăng như điên này mà Việt Nam đâu có tăng đâu, đúng không? Ok, thị trường tuần tiếp theo là có sập hay không? Một thị trường tốt ấy, mà một thị trường tốt thì nó phải thỏa mãn hai yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất nó phải có dòng dẫn dắt, và cái thứ hai là phải có dòng tạo tâm lý. Đến với cả cái yếu tố đầu tiên là dòng dẫn dắt thì mọi người cũng có thể mường tượng được, đấy chính là dòng ngân hàng, đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể vào xem cái bảng chuyển dịch, này, bảng tiền nhồi của Team Not Stock. Đây, về cơ cấu, đây về cơ cấu dòng ngân hàng bây giờ chỉ xếp sau vật liệu xây dựng này, bất động sản này, dịch vụ tài chính đứng lên top 1 này đấy. Đấy, và dòng ngân hàng sẽ là cái dòng mà dòng dẫn dắt của thị trường, và dòng chứng khoán và dòng dịch vụ tài chính ấy sẽ là cái dòng mà tạo tâm lý tốt cho thị trường. Vì vậy nên cái việc mà thị trường nó đang ổn như hiện tại đây, chúng ta có thể view dòng tiền vừa mới vào. Thực sự là dòng tiền vừa mới vào dòng banh thôi, cụ thể như là VP Bank đây, chúng ta nhìn cột vôn đấy rất là lớn. Đây, VP Bank hay là STB hay là CTG đều vậy. CTG. Đấy, dòng tiền vừa vào thôi. Và cái dòng tiền này vừa vào thì chắc chắn nó không thể ở 1 đến 2 ngày mà nó cũng thể ra được đâu. Đấy, thêm một cái vấn đề nữa, đấy là cái vấn đề margin. Thì đa số các công ty chứng khoán hiện nay đều đều đã căng margin được cách đây khoảng 1 tháng rồi đấy. Vì vậy cái thị trường lên hiện tại này là thị trường tiền thịt đấy, thị trường tiền thịt, và nó lên theo tiền thịt chứ không phải là lên như tiền hơi cách đây 2 năm, 3 năm, 2 năm là 2018 ấy, là lên bằng tiền hơi. Vì vậy nên thực sự rất khó xảy ra cái trường hợp mà gãy gập đấy, rất khó trường hợp xảy ra cái trường hợp mà gãy một cây nến đọt quạch hay là gãy gập một phát đứng thẳng xuống luôn, nó không có đấy. Và luôn luôn những cái ông nào mà ông ấy chắc cú cái tin Covid này, những cái ông nào chắc cú thì ông ta đã bán được, bán từ tuần trước rồi đấy, từ 5 tháng 6 bán hết rồi, và chỉ đợi cái lực cầu đó, chỉ đợi thị trường rơi để mà mua vào thôi. Vì vậy kịch bản mà thị trường gây sập
mạnh luôn thì không có. Và tuy nhiên cái kịch bản sắp tới, cái kịch bản thị trường hôm nay hay là kịch bản thị trường tuần tiếp theo này thì anh chị cũng phải có những kịch bản xấu để mình lường trước. Đấy, theo cái quan điểm cá nhân. Theo quan điểm cá nhân thôi thì với cái áp lực, với cái áp lực của truyền thông media trong hai cái ngày nghỉ cộng thêm là đấy, áp lực chốt lời ngắn hạn thì có thể trong thứ hai và thứ ba index sẽ đỏ và giảm điểm. Tuy nhiên nó là mở ra cơ hội cho những cái người cầm tiền đấy, và những cái người mà ở cái vị thế mà hàng đang đang ít hơn tiền, cầm chủ yếu tiền mặt đấy, thì anh chị có thể theo dõi và có thể vào những cái nhóm ngành mà đang hút tiền hiện tại, ví dụ như là ngành ngân hàng, ngành chứng khoán, đấy, ngành dịch vụ tài chính ấy. Đấy, có thể xem xét những cái, và trong những nhóm ngành sẽ có những cái mã mà đang cái dòng tiền đang báo rất là mạnh đấy, hiện tại như kiểu là VPBank. Đây là em đang đây VPBank. Đấy. Hiện tại đang vượt đỉnh ở 6 tháng này. Vượt đỉnh 6 tháng. Đấy, vốn rất thuyết phục. Đấy. Và chúng ta xem luôn VN Index. Đây, Index thì mới mất mốc 1.500. Tuy nhiên hiện tại thì VN 30 mới là cái nhóm chỉ số khỏe hơn. Đấy. Hôm thứ tư, hôm thứ năm à, hôm thứ tư breakout một cây. Đây, rất thuyết phục. Và từ bây giờ cho đến cuối năm cái dòng tiền nó đang được chuyển từ nhóm small cap sang nhóm large cap hay là sang nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn ấy. Đấy, vì vậy anh chị thật phải thật chú ý cái điều này. Đấy. Và VN 30 đang rất khỏe, vẫn chưa có vấn đề gì cả và vừa mới vượt đỉnh lịch sử thôi. Đấy, bằng một cái vol đây, một cái breakout vol rất thuyết phục. Đấy. Thì anh chị có thể bớt đấy, cái phần lo lắng và có thể cơ cấu cái tài sản của mình bắt đầu nhìn ngắm cái bọn large cap này nhiều hơn, chứ không nên quanh quẩn ở cái bọn small cap mãi được. Đấy, dòng tiền hiện tại nó cũng đang có cái xu hướng là đi về những cái cổ phiếu mà có chất lượng. Ok. Nếu mà trong cái trường hợp mà thứ hai và thứ ba thị trường đỏ lửa ấy, thì khả năng thứ năm và thứ sáu sẽ cuối tuần sẽ là hai cái ngày tăng điểm. Đấy, anh chị có thể đấy, theo dõi trong cái team No Stock hay là trong những cái nhóm tư vấn của No Stock để có thể theo dõi một cách nhanh nhất đấy, và cập nhật tình hình nhanh nhất đối với anh chị. Vâng, ok. Thì đấy, cái vấn đề về thị trường. Đấy, dòng tiền nó đang dịch chuyển từ đâu sang đâu. Đây, và em xin tổng hợp lại một lần nữa. Đấy, dòng tiền này, bất động sản này, xây dựng vật liệu này, dịch vụ tài chính và ngân hàng đang là bốn cái nhóm ngành hút tiền nhất. Và bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên nó sẽ chưa chết ngay và nó sẽ phân hóa đi lên. Đấy, vật liệu xây dựng vật liệu cũng vậy. Đấy, cũng đang có xu hướng là đâm xuống. Đấy, xu hướng là bị rút tiền. Và cái dòng tiền này nó sẽ dịch chuyển quay lại ngân hàng cũng như là dịch vụ tài chính. Đấy, thì anh chị có thể xem là hai cái dòng nó đang hút tiền. Đấy là như vậy. Ok. Và chúng ta cái vấn đề thị trường hiện tại theo đánh giá vẫn đang ổn. Vâng. Ok. Ok, được rồi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Và nếu mà có những câu hỏi gì thì có thể inbox trực tiếp em. Và em xin cảm ơn.